Rồi. Rồi bây giờ là cô sẽ hướng dẫn các bạn hiển thị cái biểu tượng giỏ hàng ở trên thân menu. Nó hiển thị thông tin chi tiết của tổng số lượng sản phẩm. Thì các bạn vào Task Model. À, các bạn viết cho cô một cái hàm Published in Total Quantity trong cái giỏ hàng. Đây là tên hàm của cô ha. Thì nó sẽ return ra sum, tức là số lượng tổng số lượng, sum là tổng số lượng của các dòng trong cái danh sách item. À, cái hàm này là trả về tổng số lượng mua sắm. Này, tổng số lượng mua sắm, tổng số lượng shopping ha. Và các bạn viết cho cô một cái hàm public void clear clear card. Cái này là tên hàm của cô. Các bạn thực hiện items chấm clear, tức là xóa giỏ hàng để thực hiện để thực hiện một cái order mới, là hóa đơn mới. Đó. Các bạn vào trong Task Model, các bạn viết cho cô hai cái hàm, một hàm là tính tổng số lượng trong giỏ hàng, một hàm là dùng để xóa giỏ hàng. Rồi. Sau đó thì các bạn vào Shopping Cart Controller, các bạn viết cho cô một cái gói giỏ hàng để mà mình gọi lại cái methods bên Task Model. Thì ở đây cô có là Publish. Bây giờ là cô trả về một Path View để mà cô render vào trong cái menu. Thì ở đây cô sẽ có là Path View Results. Cô sẽ đặt tên cái Path View của cô là Path Card. À, cái giỏ hàng. Rồi. Rồi. Bây giờ là cô sẽ khai báo một cái biến total item, ban đầu nó là không, giỏ hàng của mình ban đầu là không. Rồi cô sẽ gọi cái giỏ hàng task bằng session. Rồi. À, cô sẽ kiểm tra nếu mà cái giỏ hàng của cô khác null, tức là có sản phẩm, thì cái total item sẽ bằng cart chấm total quantity in cart. Rồi. Rồi cô sẽ hiển thị một cái view path, một cái dữ liệu là cô sẽ lấy cái quantity class ra và cái dữ liệu hiển thị bởi cái total item. Rồi cô sẽ return ra cái path to view của cái hàm mình, của cái hàm action này. Đó. Đây nha. À, cái này cô bỏ đi cái dấu này đi anh. Điều kiện này chỉ thực hiện một dòng này thôi. À. Thì sau đó cô sẽ ép cái Path to View Result này vào trong View. À, thì ở đây là cô sẽ cho là Empty Window Model. Cô sẽ chọn là Create as a Path to View. Rồi cô nhấn Next. Rồi, thì ở trong này cô sẽ sử dụng một cái thẻ Span. Rồi cô sẽ gọi lại cái path to view result view path quantity nha. Rồi. À, mình không có phải trắng nha. Rồi. Thì tức là nó hiển thị những cái tổng số lượng sản phẩm vào trong cái menu. Rồi bây giờ các bạn vào cái layout. Leo home. Các bạn vào leo home nha. Leo home nha. Trong cái view đó. Rồi,
Các bạn sẽ bây giờ cô sẽ hiển thị cái giỏ ở phía navbar ở phía bên tay trái của register, thì cô thêm một cái thẻ ly. Đầu tiên là cô sẽ cho một cái icon giỏ hàng hoặc là cái hình giỏ hàng tùy ý của các bạn. Bây giờ cô sẽ cho nó một cái icon giỏ hàng ở đây. Cô là cái hình giỏ hàng ha. Chấm hình fan. Rồi. A còng hình fans. Email. Rồi. Email. Xuyệt. Cô sẽ lấy cái icon này. Lấy icon này không? Custom.png. Rồi. Style. Rồi hai khoảng là 30 pixel. Rồi wide là khoảng 30 pixel. Rồi bạn đóng cái thẻ hình lại. Rồi cô cho nó hiển thị từ từ ha. Hiển thị hình lên trước. Rồi cô chạy index. Rồi các bạn thấy cái icon giỏ hàng của mình ở đây ha. Các bạn có thể canh mặt in để cho nó vô giữa menu. Rồi các bạn vào cái show to cart. Không phải cái index. Cái layout. Mình có thể sử dụng rồi bạn sẽ đặt một cái ID cho cái hình để các bạn canh mặt kia, hoặc là bạn có thể canh ở chỗ này luôn cũng được. Rồi bây giờ con sẽ cho cái padding là 10 pixel. Mặt kim phát kim mặt kim rồi. À, bây giờ là các bạn sẽ hiển thị thông số của cái path của mình kế bên cái hình. Rồi. A còng HTML chấm action. Nằm trong cái container nằm trong cái container shopping. Trắng các bạn có thể
cho cái chữ màu trắng các bạn vào với style. Rồi style color white. Rồi đây. À, các bạn muốn lấy cái class của cái dạng gói thì các bạn có thể bổ sung vào trong cái class. Ở đây các bạn thêm class batch cái gói này trong Bootstrap. Bootstrap 3. Class đó nằm trong Bootstrap 3. Rồi nha. À. Rồi, các bạn muốn cho cái thông số này với cái chỗ hàng dính vào nhau, sát vào nhau chút xíu thì các bạn canh marking led. Cái chỗ này cô sẽ cho nó là marking led. Marking led cô cho nó lùi về khoảng 10 âm 15 px. Lùi về. Rồi được chưa? Đó, các bạn có thể tùy chỉnh cái khoảng cách nha. Các bạn có thể tùy chỉnh cái khoảng cách. Đó. Rồi. Bây giờ các bạn nhấp vào. Đây là một ha. Đó. Update. Được chưa? Rồi các bạn mua thêm. Chọn. Update. Rồi. Rồi vậy các bạn làm được cái hiển thị cái icon tổng số lượng trong cái giỏ hàng rồi. Rồi, các bạn theo kịp ở chỗ nào? Tiếp theo thì cô sẽ hướng dẫn các bạn viết một cái chức năng check out và hiển thị cái form thông tin của khách hàng bao gồm cái mã code của khách hàng và địa chỉ giao hàng. Rồi, bây giờ đầu tiên là cô cho các bạn xem lại cái database ha. Nếu mà database của bạn cảm thấy là thiếu cái gì thì các bạn update vô lại nha. Rồi. Product order detail liên kết với bạn order. Rồi. Customer thì trong cái bảng customer thì mình có là ID customer code, tức là ID này á là dùng để quản lý về các dòng của khách hàng thôi. Còn cái mã mà mình để quản để mà liên kết với cái bảng order là code order, code customer, tức là cái mã code của khách hàng. Thì cái mã code này á, là do khách hàng tự nhập, miễn sao là nó không trùng với lại cái mã code còn lại trong cái bảng customer. Thì cái mã code này có thể là cái số chứng minh nhân dân hoặc là số điện thoại tùy các bạn quy định. Rồi thì cái bảng customer và order liên kết với nhau bằng code customer. Rồi trong cái bảng customer có email, địa chỉ và số phone dùng để lưu trữ thông tin của khách hàng để mình ví dụ như mình không liên, mình có thể là liên lạc với khách hàng để mà giao hàng. Còn trong bảng order thì nó có ID order, order date, ngày tạo hóa đơn, description tức là mô tả, tức là ở đây nó sẽ có thể chứa về cái địa chỉ giao hàng. Còn cái địa chỉ khách hàng là địa chỉ ở của khách hàng. Thì cái order là địa chỉ giao, description là địa chỉ giao. Tức là địa chỉ giao nó không nhất thiết phải là địa chỉ ở của khách hàng. Nên ở chỗ này là cô quy ước description là địa chỉ giao hàng. Rồi. Các bạn chú ý cái bảng dữ liệu của mình ha. Rồi bây giờ cái ý đồ của cô là trong cái giỏ hàng của mình á, trong cái giỏ hàng. Nếu mà khách hàng đó đã có mã code rồi thì sẽ nhập mã code và địa chỉ giao trong cái form giỏ hàng.
Thì bây giờ cô sẽ thiết kế thêm về cái phần thông tin giao hàng cho khách hàng ở trong cái phần show to cast. Rồi các bạn chú ý là cô sẽ đặt nó ở dưới tên phút, tức là ở dòng cuối của cái bảng. Cái này là tổng thanh tiền đúng không? Rồi cô sẽ tìm một cái dòng ở đây. Rồi trong đây thì nó sẽ có cột và cô sẽ trộn 5 cột lại thành một để làm cái chứa cái thông tin. Rồi thì ở trong này cô sẽ có là cô sẽ có một cái bảng, cô hiển thị dưới dạng là một cái bảng. Rồi trong bảng thì có dòng. Rồi cái dòng đầu tiên thì cô sẽ cho người ta nhập cái mã code, thì cái cột đầu tiên sẽ là cái tiêu đề cost customer. Rồi cái cột thứ hai sẽ là cái input dùng để cho khách hàng nhập kiểu number, tại vì cái code number cô là dạng in, kiểu dữ liệu là in nha. Đây. Code customer là cái kiểu in nha, nên cái type này là cô sẽ dùng in. Rồi cái name cô sẽ đặt name để mà mình quản lý, thì cô sẽ đặt là code customer. Rồi. Và thêm một cột trống ở đây, tại vì cái bảng của cô sẽ có là ba dòng ba cột. Rồi cái dòng tiếp theo nó sẽ chứa cái địa chỉ lưu, địa chỉ giao, address delivery. Rồi, chỗ này sẽ là một cái input type delivery là kiểu chuỗi test. Rồi cô sẽ đặt tên là delivery. Rồi, ở đây sẽ có một cái cục trống. Rồi, tiếp theo là cô sẽ có một cái dòng để hiển thị cái nút check out. Rồi, dòng đầu tiên để đây, chút bình tĩnh. Rồi, DT. Thì ở đây cô sẽ có một cái nút type sẽ là submit value là check out. Đây cho cái kiểu nút ha, button success. Rồi một cái dòng trống, chút mình muốn thêm cái gì đó mình thêm đây. Rồi vậy là cô thiết kế thêm cái phần nhập thông tin để giao hàng. Bây giờ là sẽ chạy để kiểm tra cái form đó nha. Rồi các bạn run. Rồi bây giờ cô thêm. Các bạn thấy đây là cái form thông tin khách hàng để giao hàng. Bây giờ các bạn có thể là định dạng cơ bản. Bây giờ cô sẽ cho cái nội dung nó vô giữa. Và cô sẽ canh cái khoảng cách giữa các dòng.
đây, style border collapse phrase paris. Rồi, border space. Rồi, cô cho khoảng 5 cái sao. Đây nha. Rồi. Rồi, bây giờ các bạn có thể định dạng cho cái này vô giữa. Không? Rồi, cô sẽ chọn bốn cộng hai mươi bốn. Thêm một cộng. Cho nó vô ở giữa từ từ cái con thứ tư rồi ha. Rồi giả sử như là cô nhập cái thông tin code vào đây và cái địa chỉ giao, còn giả sử như nếu mà các bạn check out mà các bạn không nhập hai cái thông tin code và địa chỉ giao thì nó sẽ yêu cầu là các bạn bắt buộc phải nhập, nên hai cái input này các bạn thêm thuộc tính là require vào để bắt buộc người ta phải nhập vào. Require. Đây, các bạn kiểm tra. Rồi, check out. Rồi, mình viết thêm cái chức năng check out mình chưa biết. À, bây giờ các bạn vào trong cái shopping cost controller. Rồi, các bạn viết cho con cái method check out. Rồi, mình có là public. Thì ở đây các bạn sẽ sử dụng cái kiểu dữ liệu là cái kiểu là action results. Rồi cô sẽ đặt là check out. Thì cô sẽ lấy những cái thông tin trên form để lưu vào trong hai bảng order và order detail. Nên chỗ này là cô sẽ khai báo thêm một tham số đó là form collection. Rồi. Ở đây cô sẽ có cái khóa try và check. Rồi try. Trong này nếu mà mình check out thành công thì nó sẽ lưu vào trong cái bảng dữ liệu và nó sẽ clear cái giỏ hàng. Thì ở đây cô sẽ gọi lại cái giỏ hàng. Rồi cô sẽ gọi là cái giỏ hàng test bằng session. Rồi, cô gọi cái bảng order. Cô đặt là order bằng new order.
Rồi bây giờ cô sẽ lấy cái ngày hiện tại của hệ thống là ngày lập hóa đơn. Thì cô có error, order date bằng date time now. Rồi cô sẽ lấy cái dữ liệu ở bên cái import cost customer để lưu vào trong cái cột cost customer của bạn order. Thì cô có order cost cost bằng in chấm card form. Thì các bạn nếu mà các bạn không nhớ thì các bạn có thể vào trong cái trang giỏ hàng, các bạn copy cho cô code customer. Rồi các bạn nhấn vào đây. Đó. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ lấy cái thông tin trong cái address để lưu vào trong cái direction thành form. Ở chỗ này cô chuyển kiểu tại vì dữ liệu hiển thị ở trên là dạng chuỗi chuỗi số nên cô phải chuyển nó sang số để lưu vào dưới dạng số nguyên. Còn cái direction là chuỗi rồi nên cô không phải chuyển kiểu nữa. Rồi các bạn sẽ copy cái này. Rồi các bạn bỏ vào trong đây. Đã. Nhớ chú ý các bạn truyền đúng cái tên nha. Rồi sau đó thì các bạn lưu vào trong cái bảng order những cái thông tin ở trên cái form. Đó. Tức là cái dòng này là các bạn lưu hai cái thông tin cost customer và description vào trong cái bảng order ha. Rồi vào trong cái bảng order. Tiếp theo là các bạn sẽ dùng phần lập để lấy các cái item trong cái giỏ hàng để lưu vào trong cái bảng order detail. Thì cô sẽ có là for each rồi var item in thì cái item này tức là danh mục mà của các item trong giỏ hàng mà mình định nghĩa trong cái custom model là chỗ này ha. À. Rồi các bạn chú ý. Rồi bây giờ là cô sẽ gọi cái order detail, cô sẽ đặt là order detail bằng new order detail. Rồi bây giờ là cô sẽ lấy cái ID của các bạn order để lưu vào trong cái ID của order detail, tức là thông tin chi tiết của cái hóa đơn đó. Rồi, order detail chấm ID order bằng cái ID của order chấm ID chấm ID. Tức là mình sẽ lấy ID trong cái order để lưu vào trong cái ID order của các bạn detail. Rồi tiếp theo là thêm mình lưu cái ID product, ID order mình lấy lưu dựa vào cái order detail rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ID product. Rồi, order detail chấm ID product bằng item chấm shopping product chấm ID product. Rồi, tiếp theo là cái số lượng bán. Thì số lượng bán là cái số lượng của sản phẩm. Thì mình có là order detail chấm cái này là đơn giá unit price sales bằng item chấm shopping product chấm unit price. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái số lượng để lưu vào trong cái bảng detail ha, cái bảng detail chấm quantity sales bằng item chấm shopping quantity. Đó. Rồi, vậy là mình đã luôn lấy được hết các cái thông tin trong cái giỏ hàng chi tiết để lưu vào trong cái bảng order detail rồi. Bây giờ mình sẽ lưu cái bảng order detail lại vào trong database chấm order details chấm add add cái thông tin của cái order detail.
mình sẽ lưu tất cả những cái thông tin này vào trong cái bảng order detail. Rồi bây giờ là các bạn sẽ lưu cái các cái thay đổi vào trong database chấm cell change. Rồi thì sau khi lưu xong thì các bạn sẽ clear cái giỏ hàng. Rồi, cái giỏ hàng của mình là mình clear task là mình đã làm trước đó rồi. Ở đây ha. Rồi, trong cái task model. Rồi. Đây, sau khi mà clear rồi á, thì nó sẽ ý đồ của mình là sẽ điều hướng tới cái trang là thông báo là bạn đã mua sắm thành công. Rồi, giả sử như cô sẽ làm một cái action result hiển thị cái trang thông báo mua sắm thành công ha. Rồi, action result. Rồi, shopping success. Rồi, chỗ này cô sẽ return ra view. Rồi, cô sẽ add cái method này vào view và cô sẽ có một vài cái định dạng. Rồi, add ha. Rồi, bây giờ giả sử như là cô có một cái body, đưa nó vào đây để cô định dạng chung. Rồi. Ở đây là cô sẽ cho cái toàn bộ test vô giữa trang. Rồi. Shopping success ha. Success cô. Rồi. Ví dụ như là mình thông báo là cái order là đã thành công và bạn sẽ nhận hàng trong vòng 2 đến 3 ngày chẳng hạn. Ví dụ vậy. Ví dụ như là view của bạn đã gửi tới shop thành công. Rồi, bạn sẽ nhận được hàng. Rồi, trong vòng từ 2 đến 3 ngày. Thank you cho đó. Rồi, see you again. Rồi. Rồi, bây giờ là giả sử như mình thông báo cho người ta rồi, cái người ta cảm thấy vui quá, người ta muốn mua nữa. Thì mình tạo luôn một cái nút để cho khách hàng điều hướng lại cái trang chủ để tiếp tục mua. Thì cô sẽ có một cái address. Rồi cô sẽ cho nó về cái url.actions. Rồi, index home. Rồi, bây giờ ở đây là cô cho là continue shopping. Rồi bây giờ cô cho nó là có một cái class của bút tâm ha. Cho nó cái dạng bút tâm cho nó đẹp, cho có màu. Rồi bây giờ các bạn quay về cái shopping task controller. Thì nếu mà mình clear giỏ hàng xong thì mình sẽ điều hướng tới cái trang là redirection, tới cái trang thông báo cho khách hàng biết là đã gửi cái đơn hàng đó đi rồi. Cái đó là cái shopping ha, shopping successful, điều hướng tới cái trang đó. Và cái action results đó nó sẽ nằm trong cái control shopping path. Thì nó sẽ điều hướng tới những cái thông tin này. Còn nếu mà trong cái việc mà lưu không thành công, có thể là do những cái thông tin của cái mã code, là cái mã đó là nó không có trong cái bảng khách hàng, thì nó sẽ báo là error chẳng hạn. Thì giả sử như cô return nhanh, cái chỗ này là một cái content là error, error check out. Rồi
vui lòng kiểm tra lại thông tin information của cái customer thì khá là vậy. Rồi. Rồi bây giờ là mình sẽ kiểm tra. Rồi bây giờ trước khi kiểm tra, cô cho các bạn xem cái bảng customer trước. Để cho các bạn thấy cái code của customer. Rồi bây giờ cái code customer của có là 5678901234 gì đó. Rồi cô sẽ sử dụng ba cái mã này để mà thực hiện cái việc check out. Rồi bây giờ cô sẽ run. Bây giờ mình thực hiện app vào trong giỏ hàng. Rồi bây giờ là cô sẽ nhập cái mã code đã có trong cái bảng customer 1234, địa chỉ giao ví dụ như là số vận hành của người. Rồi check out. Chưa biết cái nút check out đúng không? Vậy các bạn vào trong cái show to cost. Rồi cái bảng của ông ta nè. Đó. Thì các bạn sẽ đặt vào trong một cái using để mà mình gọi cái form cái method check out để mà thực thi kiểm tra. Rồi bây giờ các bạn sẽ paste cái bảng này. Rồi. Using. Rồi html.beginform. Rồi mình sẽ đặt nó vào đây. Đặt cái bảng nó vào đây ha. Rồi cái action result của mình sẽ là check out ha. Bỏ vào đây. Rồi, controller là shopping cart. Rồi. Rồi, bây giờ các bạn sẽ load lại trang. Rồi, 1, 2, 3, 4. Sư bản hành của 10. Check out. Đó. Shopping thành công. Rồi, bạn vào trong cái order để mình kiểm tra. Rồi cô xóa đi ha. Cô xóa đi để cô làm mới để cho bạn dễ thấy. Thì cũng này xóa trong bạn đi theo chứ. Rồi bây giờ thực hiện mua rồi. Continuous. Cái giỏ hàng của mình được clear này. Khi mà mình check out thành công thì giỏ hàng của mình nó sẽ clear này. Rồi 1, 2, 3, 4. Rồi check out. Rồi bây giờ các bạn vào trong SQL các bạn kiểm tra này. Mua có một cái sau nó ra hai dòng order. Xóa lại đi cho nó được hồi nãy. Yes. Để kiểm tra lại một lần nữa. Rồi một dòng ha. Rồi
À, giờ tiếp tục mình mua continue, mua thêm sản phẩm. Giả sử như mình mua hai ba sản phẩm rồi mình mua thêm một cái sản phẩm nữa à. Rồi tức là mình mua 6 6 sản phẩm rồi, khách hàng 890 thanh toán check out. Rồi các bạn vào trong cái database các bạn kiểm tra. Rồi à, cái hóa đơn 257 là cái hóa đơn mới này, 257 của khách hàng 890, giao địa chỉ này, ngày đặt là cái này. Rồi 257 đúng không, order 257 này có 3 dòng sản phẩm nè, sản phẩm 32, 31, 34 này, số lượng này à, số lượng này, đơn giá này hả. Vậy là mình đã lưu thành công. Còn trong trường hợp mà cô thanh toán mà cô nhập cái mã code, ví dụ nhập mã code 456, cái mã code này nó không có trong database, thì khi cô check out thì nó sẽ nói là error check out late information, mình quay ra tại vì mình chưa check out thành công nên là cái giỏ hàng của mình vẫn còn cái sản phẩm đó đây. À, thì bây giờ cô sẽ cho hiển thị một cái nút để mà cho khách hàng đăng ký thông tin. Đó, để làm cái việc đó thì cô sẽ tạo một cái controller customer và cô sẽ thiết kế một cái form create. Bây giờ các bạn vào controller add. Controller. Đây, các bạn sử dụng empty đi ha, tại vì mình chỉ có nhu cầu là làm cái form create thôi. Còn các bạn muốn phát triển thêm thì các bạn tự viết thêm. Rồi bây giờ cô sẽ đặt là customer s. Rồi ở trong đây cô sẽ khai báo thư viện là chấm model. Rồi cô sẽ gọi lại cái database bằng new. Thì ở đây cô sẽ có là create, regex và rehost, control set, http. Rồi trong này là cô sẽ thực hiện cái việc là ép cái sản phẩm à, rồi ép cái khách hàng vào trong cái bảng khách hàng. Rồi ở đây là cô sẽ kiểm tra à, các bạn giả sử như các bạn gọi kiểm tra không được à, cái bảng customer.s cái này là bài hôm trước mình đã học rồi nha. Rồi trong đây mình sẽ khai báo thêm một cái tham số là customer. Rồi, rồi sau đó lưu vào trong cái database sell chain. Thì khi mà các bạn tạo khi mà các bạn tạo khách hàng thành công thì nó sẽ điều hướng tới cái trang mua sắm mình có là redirect action so to cart shopping. Bây giờ các bạn sẽ add vào view. Rồi các bạn chọn cho cô cái template create model là customer. Rồi các bạn chú ý ha. Create customer. Rồi. Cái đi customer là cái giá trị tự động tăng nên mình cho nó ẩn đi. Xóa đi rồi, xóa đi cái form group đó. Rồi cho nó ẩn đi. Rồi model. Chấm ID.
Rồi các bạn, khi mà các bạn nhập thông tin xong, các bạn nhấn nút lưu. Rồi các bạn giả sử như hiển thị một cái thông báo là đã register thành công chẳng hạn. Rồi còn mình ở phía dưới form create nó có cái nút điều hướng, thì mình có thể điều hướng thêm điều hướng về cái trang shopping. Action Results. Rồi bây giờ các bạn sẽ kiểm tra. Bây giờ là cô S. Rồi giả sử trong cái form cô sẽ hiển thị thêm một cái nút Create ở đây, cái nút Register ở đây nha. Rồi trong cái form giỏ hàng, cái form giỏ hàng Shopee Card. Rồi đây là cái nút check out này. Rồi cái cột kế bên cô sẽ cho một cái link là cái nút register. Register account. Rồi chấm action. Rồi cái chức năng create của cái controller customer, cái tên của controller các bạn chú ý add hay không add, và các bạn phải cẩn thận làm đúng theo cái của mình đặt nha. Customer của cô add nè. Rồi cô cho cái link này dưới dạng nút button. Các bạn muốn cho nút đỏ, nút xanh gì đó là do mình ha. Bây giờ tôi cho cái nút accept form đi cho nó định dạng giống như cái nút check out. Rồi bây giờ cô có cái test là register. Rồi các bạn xem lại cái trang giỏ hàng. Rồi bây giờ giả sử cho cô vào đăng ký. Cái này cái trang tạo khách hàng này, ví dụ như cô tạo thêm là 456 email, địa chỉ, số phone, luôn bài nó luôn thành công. Rồi quay lại giỏ hàng, giờ mình sử dụng cái 456 check out, thành công và clear giỏ hàng. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra cái database của mình, cái bạn customer bạn customer có thêm khách hàng 456. Rồi cái bạn order của khách hàng 456. Rồi cái hóa đơn mới là 259.